Trong video trước chúng ta đã cùng tham khảo các loại bàn bệt dành cho các bạn học sinh, sinh viên hay các bạn hay ngồi làm máy tính. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem các loại ghế bệt dành cho các loại bàn thấp nhé. Trong khi ngồi làm bài hoặc báo cáo có thể mỏi lưng, các bạn hãy tham khảo các loại ghế bệt, ghế lười và ghế dùng cho dựa lưng nhé. Những chiếc ghế bệt tựa lưng sẽ làm điểm tựa cho các bạn khi làm việc, học bài nhé. Hãy cùng tham khảo các mẫu ghế với giá hạt rẻ mà Ác nghiên cứu ra để các bạn lựa chọn được loại ghế bệt nào nhé.